Chủ nhật ngày 16 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Phụ huynh chặn đường đánh học sinh ở Quảng Ngãi bị tuyên 2 năm tù treo. Lập công ty ma để mua bán hóa đơn, giám đốc và kế toán bị khởi tố. Người phụ nữ vừa nghe điện thoại rồi trộm một cây vàng tại tiệm làm tóc. Giả danh người thuê trọ trộm cắp xe máy ở Hà Nội. Xe tải 4 tấn chở nước đã làm sập cầu 2,5 tấn ở thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. Sau thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Cần Thơ xuất hiện mưa đá. Cáo hỏa phát hiện quả bom hơn 300 kg lúc sàn nhà. Kỳ đào vân quý hiếm nặng 7 kg bò vào nhà người dân ở thành phố Hồ Chí Minh. Tận thấy 100 đóa hoa súng đẹp rực rỡ dưới tán vườn sầu riêng ở Hậu Giang. Màn trình diễn đỉnh cao của Ý và Mỹ trong lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIP 2024. Hãy đăng ký nghe các khóa học MC chuyên nghiệp tại Học viện Truyền thông Z Cộng. Địa chỉ số 30, đường số 4, khu dân cư Cityland, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.